Xin kính chào toàn thể quý vị cùng các bạn. Chào mừng quý vị cùng các bạn đã đến với kênh của La Xuyên của chúng tôi trên YouTube. Trước mắt quý vị cùng các bạn đây là những hình ảnh về những cục gỗ mà chúng tôi đang chuẩn bị để mà pha phôi. Đó là những cục gỗ mun, hàng gỗ mun hoa của Lào với thể loại xẻ phách rộng 50 và dài hơn 2 mét này, kết hợp với những thể loại cục nhỏ vuông 20 rồi 30 để tạo nên được những bộ bàn ghế mun hoa gia báo của Lào. Thì đầu tiên đó là phải chọn gỗ, và chính từ những cục gỗ này sẽ kết hợp và tạo ra được những bộ bàn ghế mà chúng tôi gọi là bộ bàn ghế hoàng gia, hay có thể gọi nó cái tên phổ thông đó là sofa hoàng gia. Như trên hình thì sau khi mà từ công đoạn pha chế rồi đục chạm rồi đến lắp ép thì sẽ thành lên những chiếc ghế như thế này. Và đây cũng là clip mà chúng tôi rất muốn giới thiệu đến những quý khách hàng đang quan tâm đến dòng sofa hoàng gia, được biết tường tận với những cái nét mộc mạc và hoàn toàn vẫn còn thô sơ, chưa đánh chác cạo nạo, đang được bày tại xưởng sản xuất của chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Yên Yên, tỉnh Nam Định. Từ lâu thì chúng tôi cũng đã có những các cái sản phẩm tương tự đã bàn giao tới chủ nhân và những cái khách hàng ở phương xa như là Sài Gòn, Hà Nội. Và với những cái bộ bàn ghế này thì khi mà hoàn thiện vị trí lên cũng như bàn giao lắp đặt tại nhà thì có giá thành là 900 triệu. Và với những cái giá thành nó cao như thế cho nên là chúng tôi phải tỉ mỉ tuyển chọn gỗ lạt cho nó trần trọi với những cái mức tối đa có thể. Vì sao hàng mun này lại cần tuyển chọn như vậy? Bởi vì nó rất là khó lựa gỗ, và nhất là trong cái dòng gỗ mà thuộc vào top quý hàng đầu thị trường hiện nay. Với những cái sản phẩm mà mộc mạc thì để mà kiểm tra thì nó quá dễ dàng, quý khách có thể cạo nạo bất kỳ chỗ nào quý khách muốn. Và như ở trên hình thì đây cũng là một trong số những sản phẩm mà chúng tôi đang làm cho những khách hàng đặt hàng từ lâu. Nếu như muốn sở hữu được những bộ sản phẩm mà ưng ý và có độ bền với thời gian thì quý khách hàng cần lưu tâm những điều như sau. Thứ nhất đó là thời gian. Tối thiểu những bộ sản phẩm này phải được đặt hàng trước từ 6 tháng cho tới 1 năm. Bởi vì dòng gỗ mun là dòng nhóm 1 và là gỗ quý hiếm. Thế nhưng cái nhược điểm là nó cũng rất hay có ngót. Đó là tôi đang nói đến gỗ trần, còn chưa kể đến các loại gỗ mà nó rác rưởi thì nó sẽ bị mọt trong tương lai không xa. Và yếu tố đầu tiên quyết định lên đó là phải là gỗ trần, để mà tránh được tuyệt đối thì nó cũng là rất khó. Nhưng không may nó lẹm một cái đũa, chẳng hạn như trên hình chúng ta nhìn thấy ở đây, những cái màu trắng như ở trên đây là bằng lõi bằng trần, thế nhưng còn sẽ có những cái chỗ nó lem lem ở bên cạnh mà nó màu trắng nhưng không có vân, thì đồng nghĩa với việc đó là những các cái bị dính rác. Và để xử lý những cái vấn đề này thì cái điều đầu tiên đó là chúng tôi phải cho vào cái công đoạn luộc, sấy, phơi khô, tương tự như là cho vào các lò hấp sấy. Nhưng mà ở đây thì là các loại chủng gỗ của nó, tức là các chủng loại gỗ nó không được đều, chính vì thế nên là không thể đưa vào lò sấy một cách tổng hợp được, mà phải bằng cách luộc bằng các phương pháp thủ công, như là cho vôi vào trong các cái nước rồi đun sôi lên.
có thể là vài ngày đêm, sau đó lại được vớt ra và phơi khô để có thể tạo nên bộ bàn ghế như này. Và chúng tôi cũng tin tưởng để mà bảo hành với khách hàng trong các cái chuyện là nó không bị mối mọt. Còn nếu như nó mà có mối mọt thì đương nhiên là phải có trách nhiệm sửa chữa, thay thế. Đấy là những cái sản phẩm về gỗ mun mà chúng tôi cũng muốn nói lên một cái điều thực trạng hiện nay. Đó là quý khách hàng khi bỏ ra cả đống tiền thì rất là băn khoăn và lo lắng nếu như mà quý vị không được kiểm chứng thực tế những hình ảnh mộc mạc hoặc là những cái cơ sở không có uy tín, thì đương nhiên là những sản phẩm này khi bỏ đống tiền ra như vậy mà nó bị mọt mối thì điều này hoàn toàn là cái điều tai hại. Với những cái lời nói như của những các cái đơn vị mà đôi khi quý vị đã từng nghe thấy như là rác của mun nó không mọt, thì chúng tôi nghĩ rằng là điều đó là không đúng. Bởi vì tất cả các loại rác chỉ có sớm hay muộn mà thôi nó sẽ bị mọt. Và muốn không mọt thì đương nhiên nó phải là gỗ trần, lõi. Chính vì vậy cho nên là cái điều này thì nó phụ thuộc vào cái giá thành của sản phẩm. Khi mà những sản phẩm mà hàng đặt tiêu chí cao thì đồng nghĩa với việc giá thành nó phải cao. Còn những sản phẩm mà nó theo hình thức với giá thấp thì nó sẽ có giá thành thấp hơn rất nhiều, thậm chí là cả bằng nửa. Như vậy chúng ta vừa xem xong clip giới thiệu về bộ mun. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.